Tại nó chết nhiều quá. Thường đi mà như mạnh như lông vậy nè, là một con heo là xong. Tứng thì chắc nửa con. Còn heo thì là ngán rồi. Mình sẽ ăn cái phô câu nữa các bạn. Nên mình chấm giống mắt khén nữa nè. Đó, mắt khén nó gà nước à. Mình ăn cái hạt nó hơi thơm thơm đúng không? Ừ. Hồi bữa anh lấy ra anh cũng hửi thử cái mắt khén nó thế nào. Nó cũng lạ lạ, cũng quất thử thấy hiềm. Rắn này ăn ngọt quá ta. Ừ. Nó ăn chụp á. Cái mày có mỡ nè mình. Cực kỳ thơm. À, lông lá nè. Lông à. Lông nè. Lông lá gì nè. Dứt luôn. Rắn nó ngọt. Đụng ăn rắn hả cậu? Ngọt xe rồi. Rắn ngon trái xương. Sao làm youtuber? Tính có tính với lòng ở diện quốc vậy. Có nó ngọt hơn từ gà nữa. Em xé mấy miếng thịt ở lưng nữa. Nè, xé ra nè, tước nè. Đó, đó, đó. Đó. Tước nè, đó. Có bắt khén cũng thơm quá à. Mà bắt khén tại muối mình ngon. Đơn giản mà ngon.